Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sau đây sẽ có trong chương trình hôm nay. 340 cán bộ được tập huấn luật biên phòng Việt Nam. Bát Sát tiếp nhận 368 đơn vị máu tại ngày hội hiến máu tình nguyện. Hiệu quả mô hình tự quản ở vùng cao. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại huyện Bát Sát phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức họp thảo luận, góp ý kiến vào các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Các ý kiến đóng góp của đại biểu có liên quan đến địa phương như tờ trình giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển, nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án theo quy định của luật đầu tư công. Các đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo tờ trình, dự thảo, nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh đều mang tính cấp thiết, có tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội cũng như đời sống của nhân dân. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại huyện Bát Sát đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến và giải trình rõ một số vấn đề mà đại biểu quan tâm, đồng thời tổng hợp để gửi đến kỳ họp sắp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngày 16 tháng 6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn luật biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết. Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo các sở, ban ngành, báo cáo viên, cán bộ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào Cai. Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 10, ngày 11 tháng 1 năm 2020, gồm 6 chương, 36 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu nội dung trọng tâm luật biên phòng Việt Nam và nghị định số 106 ngày 6 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật biên phòng Việt Nam. Thông tư số 163 ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Bộ Quốc phòng quy định hình thức quản lý bảo vệ biên giới thường xuyên và quản lý bảo vệ biên giới tăng cường của Bộ đội Biên phòng. Thông tư số 02 ngày 7 tháng 1 năm 2022 của Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới, phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và các lực lượng thuộc Bộ đội Biên phòng trong thực thi nhiệm vụ biên phòng cùng một số nội dung khác. Lớp tập huấn giúp cho cán bộ, báo cáo viên nắm vững nội dung của luật, từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền để luật biên phòng Việt Nam được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ tháng 11 năm 2021 với ý nghĩa nhân văn, vừa xoa dịu nỗi đau, vừa trở thành điểm tựa vững chắc để trẻ mồ côi mạnh mẽ vượt lên hoàn cảnh, bước tiếp trên con đường tương lai phía trước. Chương trình đã nhanh chóng được các cấp hội phụ nữ Lào Cai hưởng ứng, triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực. Chồng mất sớm, thu nhập chỉ trông vào mấy sào ruộng, khiến cuộc sống của ba mẹ con chị Lý Thị Yên, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai rất khó khăn. Điều chị Yên trăn trở nhất là làm sao chăm lo chu đáo chuyện học hành cho hai con nhỏ. Và thông qua chương trình Mẹ đỡ đầu của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lào Cai, chị Yên đã yên tâm phần nào khi con của chị đã được nhận đỡ đầu đến khi đủ 18 tuổi. Con được các cô, các chú tặng xe và động viên con tới trường. Con xin hứa từ nay học thật tốt và cố gắng tới trường để không sự mong mỏi của thầy cô các bác. Khó khăn mình bây giờ vẫn Hội phụ nữ rất quan tâm, cũng thường xuyên đến động viên chia sẻ giúp đỡ mẹ con tôi. Bây giờ lại còn nhận đỡ đầu hỗ trợ cho con gái tôi vui lắm. Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ động viên con đi học để sau này có việc làm ổn định. Hiện các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã ra soát, phân công và triển khai nhận đỡ đầu cho 93 trên 111 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp hội đã vận động quyên góp, ủng hộ và tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân với tổng số tiền trên 120 triệu đồng hỗ trợ cho các em. Quan điểm của Hội Phụ nữ thành phố là chúng tôi triển khai là mỗi một cơ sở hội sẽ gắn với một địa chỉ đỡ đầu. Chúng tôi cũng đã lựa chọn được 21 em có hoàn cảnh đặc biệt là khó khăn thì cũng sẽ hỗ trợ ít nhất trên một năm, đó là 3 đến 5 triệu đồng. Thì chúng tôi đã xác định đây là một trong những cái nội dung mà hết sức quan trọng để góp phần vào việc xây dựng cái công tác gia đình. Chúng tôi đã khẩn trương trong việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo 9 huyện thành hội phụ nữ thành phố, thị xã để tập trung rà soát lựa chọn các cái đối tượng trẻ em trong diện kế hoạch chỉ đạo của Trung ương hội.
Chương trình Mẹ đỡ đầu đầy tính nhân văn thể hiện rõ phẩm chất, tấm lòng nhân hậu, bao dung của người phụ nữ. Để chương trình thực sự lan tỏa và có tính bền vững, các cấp hội phụ nữ sẽ tiếp tục tăng cường kết nối, huy động ngày càng nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đồng hành hỗ trợ để mang yêu thương đến với những trẻ mồ côi, giúp các em có tương lai tươi sáng hơn. Ra mắt từ tháng 9 năm 2021, thông qua mô hình em nuôi của đoàn, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Văn Bàn đã được hỗ trợ tiếp thêm động lực giúp các em vững bước đến trường. Huyện đoàn Văn Bàn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Học bổng VSI ra mắt mô hình em nuôi của đoàn trước thềm năm học mới 2021-2022. Sau một năm triển khai, các đơn vị đã hỗ trợ 12 học sinh sinh viên thuộc diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn bằng những suất học bổng và nhiều món quà ý nghĩa. Mô hình được duy trì đến hết bậc trung học phổ thông. Nếu các em học đại học, mô hình sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí học tập và giúp cơ hội tìm kiếm việc làm. Bên cạnh đó, huyện đoàn cũng phối hợp với các đơn vị tiến hành nhiều hoạt động khác như xây dựng nhà khăn quàng đỏ, hỗ trợ phương tiện đến trường, tổ chức các khóa học ngoại ngữ, tin học và kỹ năng mềm cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Ngày 16 tháng 6, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện huyện Bát Sát tổ chức Ngày hội Hiến máu Tình nguyện hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ và chiến dịch Những giọt máu hồng hè năm 2022. Tham gia ngày hội, 385 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân được các y bác sĩ khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Đây là lần đầu tiên em đi hiến máu. Em rất mong đây là những giọt máu của em cho những bệnh nhân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Lần này là ba em hiến máu, cái trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân thì em rất vui khi được tham dự chương trình hiến máu này. Cho đi những giọt máu khỏe mạnh của em để cho những người cần. Ngày hội đã tiếp nhận được 368 đơn vị máu, đạt 122% kế hoạch. Số máu này sẽ được chuyển về Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Tính từ đầu năm đến nay, Lào Cai ghi nhận hơn 600 trường hợp người dân đi tiêm phòng dại do bị chó mèo cắn cào. Đáng chú ý, trong số những người bị chó mèo cắn có đến gần 200 người phải tiêm huyết thanh kháng dại do vết cắn sâu hoặc ở gần những khu vực nguy hiểm, gần thần kinh trung ương. Tại huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai đã có động vật sau khi cắn người lên cơn dại và chết, qua xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus dại. Tuy nhiên, rất may không có người tử vong do đã tiêm vaccine huyết thanh kháng dại kịp thời. Bệnh dại là bệnh nguy hiểm chết người. Khi đã lên cơn dại thì tỷ lệ tử vong là 100%. Biện pháp duy nhất để cứu người khi bị chó mèo nghi dại cắn cào là tiêm vaccine dại và huyết thanh dại càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không dùng thuốc nam hay tự chữa bệnh tại nhà để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan triển khai rộng rãi mô hình tự quản. Từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đầu năm 2020, mô hình 50 ba quản với 10 thành viên ở thôn Sải Duần được thành lập trên cơ sở đồng thuận của nhân dân. Hơn 2 năm qua, với sự hoạt động tích cực của 10 thành viên, an ninh trật tự ở Sải Duần được nâng lên rõ rệt. Từ khi mà thành lập được cái đội tự quản ở thôn mình ấy, thì thứ nhất là ở cái trật tự ở thôn mình là được đảm bảo hơn này. Có nhiều cái ở trong thôn mình là thắc mắc này, vướng mắc, có nhiều cái xảy ra xích mích thì là nói chung là mình cũng có cái nhóm hòa giải ấy, để giúp cho bà con mình là hòa giải ngay tại thôn bản rồi. 50 ba quản gồm không chống đảng, nhà nước, không tuyên truyền, lôi kéo, phát triển đạo trái pháp luật, không mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp kéo dài trong quần chúng, không xảy ra tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, không có công dân quan hệ bất chính với vợ chồng người khác, hôn nhân cận huyết thống. Ba quản là quản thôn, quản gia đình và quản đối tượng. Quá trình hoạt động, tổ tự quản có sự hướng dẫn về chuyên môn của lực lượng công an, mặt trận tổ quốc xã. Những xích mích nhỏ trong dân được hòa giải kịp thời, các vụ việc có biểu hiện vi phạm pháp luật được phát hiện sớm và ngăn chặn. Vì thế, ở Sài Duần, hơn 2 năm qua không xảy ra vụ việc mất trật tự an ninh nào, chấm dứt tình trạng bạo lực gia đình. Khi mô hình đã xây dựng ở trong thôn thì bà con đều xây dựng rất tốt và mâu thuẫn trong gia đình hôn nhân thì cũng có những một vài trường hợp xảy ra, nhưng mà trong khi mô hình đã can thiệp thì các hộ và người các hai bên cũng được hiểu và cái tác dụng của sự hưởng ứng của cái mô hình.
Từ mô hình 503 quản đầu tiên ở Sải Duần, đến nay xã Phìn Ngan xây dựng thành công 5 mô hình nữa. Đó là mô hình cổng trường an toàn giao thông, thôn tự quản về an ninh trật tự, không có tệ nạn xã hội, thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc, dòng họ vàng tự quản về an ninh trật tự. Đối với các mô hình được xây dựng và được duy trì tốt như hiện nay thì là một trong những cái góp phần để hoàn thành được cái tiêu chí an ninh trật tự như chuẩn với nông thôn mới với tình hình hiện nay. Mô hình tự quản hoạt động hiệu quả không chỉ giúp cho thôn bản hạnh phúc, bình yên và tạo sự đoàn kết, mà còn góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới. Dự kiến từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 8 tháng 8 năm 2022, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức Festival Tinh Hoa Tây Bắc Hương Sắc Lào Cai tại thị xã Sapa. Festival Tinh Hoa Tây Bắc Hương Sắc Lào Cai sẽ mang đến trải nghiệm mới cho khách du lịch với nhiều hoạt động hấp dẫn, nổi bật là hoạt động thí điểm sản phẩm du lịch đặc trưng riêng có tại Sapa. Tại khu vực khuôn viên của nhà du lịch Sapa, du khách sẽ được thưởng thức những giai điệu khèn lá, khèn môi, những lời hát đối đáp, trang phục truyền thống của người Mông, người Dao. Trong khuôn khổ Festival 2022 cũng sẽ trưng bày quảng bá giới thiệu tiềm năng du lịch, sản phẩm du lịch, sản vật của các tỉnh trong nhóm hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, đồng thời giới thiệu các điểm đến hấp dẫn tiêu biểu của tỉnh Lào Cai như Bãi Đá Cổ Sapa, Dinh Thự Hoàng A Tưởng, Bắc Hà, Thác Bay Liêm Phú, Văn Bản, điểm du lịch Tròn Thèn Y Tý Bát Sát, điểm du lịch Nghĩa Đô Bảo Yên. Những người thợ mỏ luôn phải làm việc dưới lò sâu trong lòng đất, vất vả và nguy hiểm. Nhưng họ vẫn ngày ngày cần mẫn, miệt mài, khai thác nguồn quặng quý cho đất nước. Tại phân xưởng khai thác hầm lò thuộc chi nhánh mỏ Tuyền Đồng Xin Quyền Lào Cai, trước giờ giao ca, các công nhân được phân công công việc cụ thể, nhắc lại các quy trình, quy định an toàn. Từng tốp thợ tiến vào lò dương 150m để khai thác những vỉa quặng nằm sâu trong lòng núi. Là một người rất là nặng nhọc, độc hại, vất vả, kiểm tra sơ bộ về vấn đề sức khỏe của cán bộ công nhân viên, đo huyết áp, đo nhịp tim, đo thân nhiệt, đo nồng độ cồn, đảm bảo các thông số yêu cầu thì mới cho vào sản xuất. Dự án khai thác mỏ đồng Vĩ Kẽm, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát có trữ lượng quặng khai thác trên 4 triệu tấn, thời gian hoạt động 18 năm, công suất khai thác 350.000 tấn một năm. Khác với các mỏ sử dụng công nghệ khai thác lộ thiên, dự án mỏ Vĩ Kẽm sử dụng công nghệ khai thác hầm lò. Sâu trong lòng núi, tại cốt 150, những chuyến xe gòn vận chuyển đất đá và quặng ra ngoài. Với tính chất công việc của hầm mỏ, công tác đảm bảo an toàn lao động được đơn vị đặc biệt lưu tâm. Dọc đường hầm, hệ thống camera giám sát được lắp đặt để góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình khai thác. Khai thác mỏ hầm lò thì là một nghề đặc thù, làm việc bên trong lòng đất thì với môi trường làm việc là lặng nhọc, độc hại, không gian làm việc thì nhỏ hẹp, thiếu ánh sáng để quan sát nên là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về mất an toàn lao động. Chính vì vậy là chúng tôi thì luôn đặt an toàn lao động lên hàng đầu. Phân xưởng khai thác hầm lò có 220 công nhân chia làm 3 ca làm việc liên tục dưới lò sâu, khai thác quặng tại các cốt 30, 70, 110, 150. Đối với mỗi người thợ mỏ, niềm vui lớn nhất là trở về nhà an toàn sau mỗi ca làm việc vất vả. Tiếp theo chương trình, Mường Khương thành lập được 38 tổ hợp tác sản xuất. Microsoft chính thức tắt nguồn trình duyệt Internet Explorer. Thời điểm này, huyện Mường Khương đã thành lập được 38 tổ hợp tác sản xuất chuối, dứa, quýt, chè và chăn nuôi lợn đen, tập trung ở các xã Bản Lầu, Bản Sen, Lùng Vai, Thanh Bình và Tả Ngài Chù. Trong đó có nhiều tổ hợp đã phát huy hiệu quả rõ nét, liên kết chặt chẽ các hộ nông dân và hướng đến sản xuất bền vững. Tiêu biểu như tổ hợp tác trồng chè ở Lùng Vai, việc thành lập các tổ hợp tác sản xuất theo các ngành hàng chủ lực là xu thế tất yếu, góp phần giải quyết được những hạn chế như cạnh tranh thiếu lành mạnh, bị tư thương, doanh nghiệp ép giá, dẫn đến tình trạng được mùa mất giá. Thực hiện nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2050, huyện Mường Khương sẽ tăng cường tạo lập liên kết sản xuất giữa nông dân với doanh nghiệp. Cấp mã số vùng trồng cho nông sản là để rộng đường cho xuất khẩu, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người sản xuất. Việc làm này cần được tăng cường mới đáp ứng những quy định ngày càng khắt khe trong việc xuất khẩu nông sản của Quảng Ngãi. Quảng Ngãi đã hướng dẫn và lập hồ sơ trình Cục Trồng trọt đã cấp mã số cho 41 vùng trồng chuối và dưa hấu. Tuy nhiên, qua rà soát vào tháng 3 vừa qua, thì có 19 vùng trồng dưa hấu ở huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và thị xã Đức Phổ không duy trì sản xuất và 2 vùng trồng chuối ở huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi cũng rơi vào tình cảnh này. Ngành nông nghiệp Quảng Ngãi đang phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn, tuyên truyền về thực hiện cấp mã vùng trồng, đồng thời chú trọng xây dựng những vùng chuyên canh cây trồng tập trung mang tính hàng hóa, vừa thuận lợi cho việc áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, vừa thuận lợi cho việc liên kết chế biến xuất khẩu sản phẩm. Lạm phát và giá dầu tăng cao đã khiến mùa du lịch hè năm nay với chi phí đắt đỏ. Tuy vậy, nhiều du khách không có ý định thay đổi kế hoạch du lịch của mình. Một cuộc khảo sát cho thấy, dù đối mặt với chi phí leo thang, người dân Singapore vẫn có kế hoạch đi du lịch. Gần 2/3 người dân Singapore được hỏi cho biết họ sẵn sàng chi ít hơn cho ăn hàng, mua sắm quần áo để dành tiền du lịch. Các chuyên gia cho biết trong suốt thời kỳ COVID-19, người tiêu dùng đã không được chi tiêu cho các dịch vụ và những chuyến đi. Nếu lạm phát bắt đầu ảnh hưởng đến ngành du lịch, du khách có thể thay đổi nhưng không hủy bỏ hoàn toàn kế hoạch du lịch. Photo chính thức của FIFA World Cup Qatar 2022 đã được tiết lộ trong một buổi lễ chính thức tại sân bay quốc tế Hemet, Qatar. Vòng loại World Cup 2022 đã chính thức khép lại và vòng chung kết World Cup 2022 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12 năm 2022. Nổi bật trong poster chính thức năm nay là chiếc mũ đội đầu truyền thống của Qatar được ném lên không trung, một động tác ăn mừng của những người hâm mộ bóng đá tại quốc gia Trung Đông này. Bên cạnh đó cũng xuất hiện cụm từ Ả Rập, Haya, có nghĩa là tiến lên. Đây là thiết kế của nữ nghệ sĩ Botaida Amusta với mong muốn thể hiện niềm vui chiến thắng và lòng tự hào dân tộc. Poster chính thức hiện đang được trưng bày tại sân bay cùng với 7 tấm poster khác của nghệ sĩ này. Ngày 15 tháng 6, hãng công nghệ Microsoft chính thức chấm dứt hoạt động của trình duyệt web Internet Explorer sau hơn 27 năm tồn tại của trình duyệt này. Trong những năm qua, với sự bùng nổ và cạnh tranh của nhiều trình duyệt web khác, Internet Explorer bị mất dần thị phần, số người sử dụng thu hẹp theo thời gian. Năm 2012, trình duyệt Chrome của Google đã vươn lên giành vị trí là trình duyệt web có nhiều người dùng nhất thế giới, theo dữ liệu của trang Stats Counter, chuyên tính toán lưu lượng truy cập web toàn cầu. Cụ thể hơn, trong tháng 6 năm 2022, trong khi chỉ khoảng 0,28% số người dùng Internet Explorer, có tới 2/3 lượng người sử dụng Chrome. Đây cũng là tỷ lệ của Internet Explorer vào khoảng năm 2009. Trình duyệt Safari của Apple có hơn 18% lượng người dùng toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, nếu Hội An ngày nắng là những màng tường vàng rực rỡ, mái ngói thâm nâu xếp lớp lớp và khách du lịch lang thang dạo phố, thì ngày mưa phố Hội An lại mang vẻ đẹp khác. Đường phố Hội An ngày mưa vắng vẻ là nguồn cảm hứng mới cho những người yêu nhiếp ảnh sáng tạo và có các góc chụp lãng mạn, thơ mộng. Thời lượng còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của phố Hội An những ngày mưa. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.